Xin chào các bạn. Hôm nay là một ngày rất đẹp trời, đó là một ngày mùa xuân ấm áp, trăm hoa đua nở. Và tôi sẽ cùng các bạn đến với cuộc hành trình tiếp theo với lớp học mầm non. Phần 2, cách xây dựng môi trường lớp học lứa tuổi nhà trẻ nhé. Chúng ta đến với góc nhận biết phân biệt. Đây là mảng để các con thực hành các bài tập trên giấy. Và các bài tập này đã được các cô ép plastic và các con sẽ dùng bút viết bảng để làm các bài tập. Đây là những quả bóng treo để các con nhận biết xem trong quả bóng này có gì. À, hình như cùng hai quả bóng màu đỏ nhưng bên trong một quả bóng màu đỏ có hạt đậu, bên trong một quả bóng màu đỏ có hạt sỏi đấy. Đây là hộp nhận biết phân biệt về các màu sắc. Đây là bảng trưng bày các sản phẩm các con làm với tạo hình. Đây là góc vận động.